Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ các chim bìm bìm trên mọi miền tổ quốc. Thì trong một cái video ngắn của ngày hôm nay, show bên em lại xin giới thiệu tới anh em về những cái mẫu mẹt đánh bìm bìm đa năng. Thì đi chi tiết về cái mẫu mẹt bìm bìm này để cho anh em cùng làm bắt được này. Thì đầu tiên là về cái mẫu mẹt hai mặt anh em nhé. Đấy, về cái mẫu mẹt hai mặt này thì nguyên liệu để làm nên nó thì được làm bằng inox 100%. Đấy, về cái mẫu mẹt này thì anh em có thể là sử dụng đấy trực tiếp là anh em đánh dưới đất như thế này, hoặc là anh em đánh trên cây thì ở đây nó sẽ có cái móc treo này. Còn về cái mẫu mẹt hai mặt này thì bên cơ sở em đã sơn cho anh em một bầu sơn tích điện rồi đấy, để cho cái tuổi thọ của nó bền theo thời gian. Còn khi anh em mua hàng thì bên cơ sở là sẽ độ cho anh em là thêm cái cầu tử gỗ đấy, cầu tử gỗ kiểu như kia kìa đấy, như cái mẫu mẹt một mặt ấy đấy, để khi anh em đi đánh thì tăng cái sự hiệu quả hơn. Còn về cái phần lưới để giữ con chim bổi được làm bằng lưới dù đấy, lưới này thì cực kỳ là chắc chắn rồi. Với anh em sử dụng cái mẫu mẹt hai mặt này đánh thì cái tỷ lệ được con bổi rất là cao anh em nhé. Còn về cách thức hoạt động của nó thì nó khá là đơn giản. Đây, nó sẽ có một cái vòng lẫy như thế này. Đấy, anh em gài như thế này thôi là anh em có thể là sử dụng được này. Đấy, gài trực tiếp vào như thế này. Đấy, còn ở bên trong cái phần cầu tử đây thì nó sẽ để cho anh em là hai cái khoang như thế này, rất là rộng để anh em để những cái dọ mồi. Ví dụ như là anh em để cái dọ chuột hoặc là rắn mối hoặc con kỳ nhông ấy. Đấy, thì khi anh em đánh thì nó sẽ con bìm bìm nó chỉ ở như đây. Đấy, thì nó sẽ sập như thế này. Còn về đối cái mẹt hai mặt này thì anh em có thể là treo cây hoặc đánh đất, đấy là tùy. Cũng như là anh em sử dụng đánh một mặt thì anh em kéo lên như thế này cho em. Đấy, kéo đầu này, đây nó sẽ có cái móc thì anh em móc đây. Đấy, vẫn sử dụng đánh được một mặt, đối với địa hình không cho phép hoặc là những cái thế cành cây không cho phép thì anh em đánh một mặt như thế này. Còn khi anh em đánh xong rồi thì anh em có thể là kéo dương trực tiếp này lên như thế này. Đấy, cất đi. Hoặc là xách đánh từ điểm này tới điểm khác thì nó rất là gọn anh em nhé. Đấy, tránh tình trạng va quẹt nó hỏng cái mẹt của anh em. Còn về cái này thì tới điểm đánh thì anh em tháo ra thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, anh em tháo ra như thế này thì là ok. Còn sau đây thì xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu mẹt đánh bìm bìm một mặt anh em nhé. Về cái mẫu mẹt một mặt đây này. Về cái mẫu mẹt mà một mặt này thì giá cả của nó thì sẽ rẻ hơn là về cái mẫu hai mặt. Đấy, nhưng chất liệu của nó thì được làm bằng inox sợi rất là to. Đối với cái mẫu mẹt hai mặt này thì khi anh em sử dụng cái mẫu mẹt một mặt này khi anh em sử dụng đánh thì cái thứ nhất là cái túi tiền của mình bỏ ra nó rất là rẻ. Đấy, nó rất là rẻ so với cái mẫu hai mặt anh em nhé. Mà cái tỷ lệ được con bổi nó cũng rất là cao. Đấy, cũng là tùy thuộc vào kinh tế của từng anh em thôi. Anh em chơi loại nào thì bên cơ sở là sẽ gửi cho anh em. Còn về cái mẫu mẹt một mặt này thì bên cơ sở là sẽ để làm trần theo cái kiểu màu trắng như thế này, để tăng thêm cái độ khỏe của cái mẹt nhé anh em nhé. Đấy, sợi, những sợi inox phải rất là to này. Còn về cách thức sử dụng của nó thì nó rất là đơn giản thôi. Nó cũng như là cái mẫu mẹt hai mặt thôi. Đấy, nó sẽ có cái đường ghim kiểu như thế này. Đấy, cái mẫu mẹt một mặt này thì lò xo của nó là sẽ mạnh hơn là cái mẫu mẹt hai mặt anh em ạ. Đấy, bởi vì lò xo nó rất là to. Đấy, thì khi con chim nó nhảy vào đây này, đấy, nhảy vào phần cầu tử đây, nó ăn những cái dọ mồi bên trong thì cái này nó sẽ sập này anh em này. Đấy, nó sẽ sập xuống. Ở dưới đây thì sẽ có một cái khóa để giữ, đấy, tránh cái tình trạng mà con bổi nó khỏe quá nó giật bung ra nhé. Thì ở đây thì sẽ không thể là giật được ra anh em ạ. Phần cầu tử thì bên cơ sở là sẽ làm cho anh em một cây gỗ như thế này. Đấy, cái hàng này thì cũng rất là bền rồi. Đánh đất đánh cây đấy là tùy. Để đánh đất thì anh em có thể thấy là đặt dưới đất nó rất là vuông như thế này. Còn đối với anh em đánh cây thì treo lên thì cực kỳ là đẹp. Đấy, một video ngắn thì xin giới thiệu tới anh em là về hai cái mẫu mẹt đánh bìm bìm. Đấy, cũng vào mùa đánh bìm bìm rồi. Đấy, anh em nào còn thiếu đồ hoặc là muốn sắm ấy thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề ấy. Anh em điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có anh em là tư vấn kỹ lưỡng cho anh em nhé. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.